Liêm xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm ngày hôm nay thì bên mình sẽ trở lại cho mọi người làm cái một cái clip hướng dẫn cho mọi người cách test đàn khi mọi người đi mua đàn ở bất kỳ một cái cửa hàng nhạc cụ hoặc là mua thông qua người quen biết họ hàng. Thì làm thế nào để mình test được một cây đàn đúng chuẩn? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách test đàn ở trên cây đàn Yamaha các dòng BRX700 trở lên. Nha mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì đầu tiên thì mọi người cũng phải biết được cách các cái thế bấm khi mà mở cái nó vào cái màn hình test. Thì mọi người sẽ bấm nốt đô thăng nè, rồi pha nè, rồi son thăng nè ở cái quãng thứ hai. Thì mọi người, như mọi người đã biết đó, đây là quãng 1 nè, từ đồ tới si là quãng 1, rồi từ đồ tới si tức lần thứ hai gọi là ở quãng 2. Đây quãng 2 đây, thì mọi người đè và mọi người giữ. Tính đời là phụ anh. Rồi mình sẽ kêu một bạn nữa, do cái tay mình đang cầm cái micro nên mình không có bấm thao tác cùng một lúc hai cái tay được nha. Rồi mình đầu tiên là mọi người, cái tay đầu tiên của mọi người là bấm nè, đô thăng nè, pha nè, sơn thăng nè, rồi mọi người đè xuống, mở nút nguồn lên. Trong khi đó cái tay của mình vẫn giữ nha mọi người, vẫn giữ chặt nha. Đó, màn hình nó hiển thị lên chữ test, mọi người thấy rõ chưa? Cái chữ test nha, bây giờ mình sẽ quay gần cảnh lại xíu nữa. Rồi, hiện tại thì mình đã quay nó gần cảnh hơn. Rồi, trước khi mọi người tiến hành kiểm tra những cái con chip ở trong cây đàn, những phần mềm của nó, thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên là mọi người sẽ bấm cái tổ hợp phím là đô thăng pha son thăng ở quãng 2 nha. Rồi, những cái ký hiệu mà mọi người cần biết á, là nếu mà nó hiển thị lên chữ OK có nghĩa là tốt, nó hiển thị lên chữ NG có nghĩa là cây đàn đã bị lỗi, cái chức năng nó bị lỗi nha. Rồi lưu ý thì trong quá trình mà mình test thì mình không được ngắt chui điện ra hoặc là cúp điện bất thường, thì điều đó nó ảnh hưởng đến cây đàn ở phần mềm của cây đàn nha. Rồi cuối cùng đó là chúc các bạn là hãy là một người tiêu dùng có kiến thức khi đi mua đàn. Rồi mọi người nên theo dõi tuần tự cái video này, tránh trường hợp là coi tua mọi người sẽ không hiểu cái gì cả nha. Rồi đầu tiên là khi mà mình đã nhấn tổ hợp đô thăng pha son thăng và mở nguồn thì nó hiển thị ra một cái màn hình test như vậy đó mọi người. Rồi chúng ta điều khiển bằng cách là chúng ta xoay cái bánh xe nè, thấy không? Mọi người xoay bánh xe hoặc là mọi người bấm cái dấu cộng, cái tempo đó mọi người, dấu cộng của tempo thì nó cũng là giúp cho mọi người di chuyển tới những cái con số khác. Rồi đầu tiên là mình xem cái version là cái phiên bản của nó, mình đấm vào. Rồi cây này là cây S750 nè, nó có tên của cái dòng đàn đó mọi người. Nó dòng đàn là 750 dòng E. Rồi mọi người quan trọng nhất là những cái thông số này nè, ba cái chữ số 1. Cái nào có số 1 chấm đầu tiên là xài tốt, cái nào không có dấu chấm là bị lỗi nha, không có số 1 là bị lỗi. Ví dụ như thường là mấy con này nó là 0.00 thì con đó nó đã bị lỗi rồi. Rồi đó mọi người phải trừ tiền ra khi mua hoặc là mọi người không mua những cái dòng đàn đó. Ba con này quan trọng, nó phải có số 1 đầu tiên, 1 chấm đầu tiên, 1 chấm trở lên nha, có thể là 2 chấm cũng có nữa. Rồi sau khi mà mình bấm nút start up rồi đó, nó hiển thị vậy, mình bấm lại lần nữa thì nó trở về cái thư mục cái số 001, mình bấm tiếp hoặc là mình xoay bánh xe sang số 002, memory tức là bộ nhớ 1 chết thì mình bấm start up, nó đang chết. Thấy hai cái mũi này nó nhấp nháy không? Nó OK, hiển thị OK là tốt. Mình cứ làm tiếp tục như vậy tới ROM chết. OK. Rồi, backup là những cái con phần mềm trong đó, mình cứ tới con nào mình bấm con đó, thì để tiết kiệm cho thời gian của mọi người mình sẽ không bấm nữa nha. Mình xoay, quay ROM là quan trọng, những con đó mình phải chết nè. Mình sẽ nói thêm những cái thứ gì mà nó liên quan đến những cái mà mọi người chưa biết. Bit chết. Khi mọi người bấm vô đây đó, nó phải ra âm thanh mới đúng nha. Đây. Nó ra âm thanh đó nha mọi người. Rồi mọi người tắt. Tiếp tục. Output R tức là mình sẽ test cái loa bên phải. Thì chỉ là có loa bên phải nó sẽ kêu thôi. Đó, loa bên phải. Rồi mình xoay bánh xe tới số 10. Loa bên tay trái. Như vậy là loa hoạt động tốt nha. Mình đang test loa đó. Loa trái phải đều ra một âm lượng như nhau. Rồi EQ. EQ low là âm bass. Mọi người xem nó nghe ù đó. Tiếp tục. Âm trung, âm cao, chép đó. Cái này số này bỏ qua đi, USB mu ra. Bỏ qua. Rồi, mọi người quan trọng nhất là cái này nè. Cái này là switch led chép, tức là mình để kiểm tra coi tất cả nút nhấn nó ăn hết không mọi người. Rồi mình sẽ kiểm tra nha bằng cách
mình bấm vô tới đó rồi mình sẽ bấm nút start up để bắt lòng nè, nó kêu mày boot, boot select, tức là nhấn cái nút select là trên đây, nút select đây, bấm vô. Mỗi lần mọi người bấm ăn nó sẽ kêu tuyết một cái. Rồi mọi người cứ bấm lần lượt như vậy, chỗ nào nó bị liệt nút là nó sẽ báo liền, nó không kêu. Nó sẽ không nhảy sang chỗ khác, mình bấm tới số nút demo nè. Nếu mà nó bị liệt chỗ demo thì nó không thể nào nhảy sang cái chữ đen được, mà nó ở đó hoài luôn. Và bấm vô nó sẽ đèn nó không sáng. Đó, một cái cách để mọi người test được cái liệt nút nha. Rồi sau khi mọi người làm xong rồi, mọi người bấm nút xây lại đây nè. Mọi người bấm nút đô đầu tiên để nó trở về. Bấm nút đô. Rồi trên đây nó đã tắt. Rồi mình bấm tiếp tục. Số 20 kiểm tra đèn LED. Nó bấm vô một cái đèn LED nó sáng lên hết trơn luôn. Con nào bị đứt là nó sẽ không sáng. Đó. Rồi kiểm tra LED màu đỏ. Đó. Rồi kiểm tra LED green. LED là những con LED màu xanh. Đó, những con LED màu xanh nó sáng đèn, thấy không? Rồi. Rồi chúng ta sẽ bấm nút đô để trở về nè. Đó, tiếp tục. Bấm dấu cộng. Test cái màn hình, bấm start up. Đó, cộng tiếp tục. Màn hình khi tắt thì nó sẽ trắng xác vậy luôn nè, mọi người sẽ kiểm tra coi nó có bị lằn sọc, lằn ngang gì hay không nha. Rồi nếu màn hình mình nó sọc thì mình sẽ rất là dễ biết, hoặc là nó có màu khác lạ, nó có một những cái dấu chấm thì đó mình dễ biết luôn. Rồi mình muốn trở lại như đôi lúc mình mọi người bấm nút start up cũng được, hoặc nếu bấm nút start up không ăn thì mình start up không ăn thì mình bấm cái nút đầu tiên nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu là lúc mình chưa mở màn hình, chưa test á. Rồi chúng ta dấu cộng tiếp tục đến cái số 025 rồi nhấn start up lần nữa. Đó, màn hình đó bây giờ nó tối thui luôn, mọi người thấy không? Đó, tức là nó không có điểm sáng bất thường. Rồi nhấn nút này trở về tiếp tục. Rồi main volume, tức là kiểm tra cái volume coi nó hoạt động hết công suất hay không. Rồi nó kêu mình nhận là volume in là nhận dạng nhỏ nhất, max là dạng lớn nhất, tối đa 225, máy báo ok, mọi người thấy chưa? Rồi tiếp tục, cái này bỏ qua luôn. Bit band là kiểm tra cái band. Rồi mình kiểm tra cái band coi là band tốt không hay không thì mình bấm vào nút start up, đẩy band lên sáng xíu nha, để mình sáng lên xíu, đẩy lên, thả ra, đẩy xuống, thả ra. Ok, band nó báo ok này, thấy không mọi người? Đó. Rồi bấm start up để tắt. Rồi tiếp tục bấm dấu cộng tiếp. Modulation with well check gì đó là cái band room, bấm vào start up. Rồi. Up là lên, down là xuống. Máy báo ok, vậy band chuẩn nha. Rồi, sau đó mình sẽ tiếp tục làm tiếp. Dấu cộng nè. Pedal mình không có pedal, mình bỏ qua luôn. Pedal 1 bên 2 mình không có, mình bỏ qua. Rồi MIDI bỏ qua luôn. USB bỏ qua luôn. USB mình để chết sao cũng được. Rồi keyboard thay, cái này mình phải bấm vô. Số 35 thì nó để chữ OK là đúng nha. Để chữ OK là đúng. Số 35. Rồi tắt nó đi, xoay tiếp. Mấy con này phải test kỹ, thật là kỹ nha mọi người. Rom nè, mọi người bấm start up để nó chạy. Thì do thời gian mấy con này test nó lâu lắm, tầm 3-4 phút lần thì mình sẽ bỏ qua. Nhưng mà mọi người phải test kỹ những cái con này. Những cái con này là những con ăn tiền, đi sổ rất là mắc tiền nha. Đó, backup rồi phải check kỹ. Kỹ luôn, con này kỹ luôn. Kỹ luôn. Rồi cái này bỏ qua nè. Bỏ qua. Rồi tới số 43, nút reset cực kỳ quan trọng mọi người, không được bấm nút start up chỗ này nha. Bấm đây là Sampler mọi người bị mất hết luôn đó, là mọi người nó khôi phục mọi người về cái trạng thái ban đầu. Do đó mình khuyến khích các bạn là phải coi thật kỹ, thật chi tiết từng cái thao tác của mình để các bạn tránh sự nhầm lẫn. Ngay cái con số 043 này, tùy dòng đàn, ở dòng S750 thì cái nút phát tới reset này là ở số thứ tự là 43. Nhưng mà có những cái dòng đàn nó ở những cái số thứ tự khác. Do đó mà mọi người phải đọc được cái chữ factor reset. Thấy cái chữ này làm ơn xoay bánh xe qua, hoặc nhấn dấu cộng để qua. Rồi mình sẽ thoát khỏi cái màn hình test này bằng cách là nhấn start up. Okay. Xong. Máy tắt và máy sẽ khởi động lại. Rồi như vậy đó là những cái thao tác cơ bản để mọi người test được cái máy, test được phần mềm của máy một cách hoàn chỉnh nhất. Tỷ lệ mà nó đúng, xác suất mà nó đúng 100, không được 100%, nó là khoảng 90-95% nha mọi người. Nhưng mà đó là một cái kênh để mình nhận biết cây đàn còn tốt hay không, nó có bị lỗi phần mềm hay không. Thì máy nó sẽ báo, nếu mà cây đàn hư thì nó sẽ báo những cái chữ đó là chữ RG.
Còn mà nó ok hết là nó để chữ là ok nè, là tốt nè, NG là bị lỗi, NG là negative là nó bị lỗi. Do đó là mình dặn lại thêm mọi người một lần nữa là trong lúc máy chạy, máy đang test không được rút nguồn điện ra, không được cúp vào dao, hoặc là cẩn thận với trẻ nhỏ, với những người xung quanh, người ta đá vào cái cục adapter mà xúc dây ra một cái là cây đàn của bạn là có thể là gặp nhiều cái phức rắc rối thêm nữa đó nha. Rồi khi mọi người đi mua cây đàn, ngoài cái việc mọi người test phần mềm, rồi mọi người sẽ sau khi cái bước đó là ok hết rồi, mình phải test phím. Đây, test phím. Mình nhấn tất cả các phím xem nó có ăn hay không. Rồi mình sẽ mở volume lên, mình chơi một cái điệu nào đó coi nghe lo nó có bị xè, bị ù rè hay không. Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ kiểm tra phải khoảng 15 phút mình để máy chạy, máy chạy có hoạt động tốt không, nó có tự nhiên tắt nguồn hay không, vân vân. Đó là những cái cách mà giúp cho một cái người mà đi mua hàng sẽ trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết để mua không bị lầm một cái món hàng nào đó. Nói thiệt chứ Trần Liêm rất là khó trong cái việc tuyển chọn những cây đàn cho mọi người. Đàn hàng đàn phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mình sẽ biết được chủ nhân của nó là ai, mình cảm thấy tin tưởng, tin cậy. Những người nào mà nhìn trông gian dối quá mình sẽ không mua, vì đàn đó có thể là đàn lậu, hoặc là những cây đàn nát quá mình cũng không mua luôn. Bên mình mua thì mình phải tháo ra kiểm tra ok hết, bên mình mới lấy để bán cho các bạn với giá cực kỳ, không phải là rẻ nhưng mà xứng đáng đồng tiền, đàn tiền nào của đó cho mọi người. Rồi một cái vấn đề mà mọi người rất là thắc mắc, rất là quan tâm đó là mọi người mua mà mọi người chỉ chú trọng là mua một cây đàn nó có nứt có bể hay không thôi á, thì nó chưa có đủ, quan trọng là máy móc bên trong nó như thế nào, đúng không mọi người? Những cây đàn mà mới chưa chắc gì đã là bên trong máy móc còn ok, hoặc thậm chí là những cây đàn cũ chưa chắc gì máy móc nó đã hư. Do đó mọi người đừng đánh tầm cái việc mà mua gặp phải những cây đàn nứt, cây đàn trầy mà mọi người chơi nó là không có giá trị hoặc là không còn ngon nữa thì tội nghiệp cho nó lắm. Khi nào mình kiểm tra đầy đủ các bước trong đây, mình thấy máy mà nó báo ok hết thì lúc đó hoặc là bị lỗi gì, lúc đó mình hãy đánh giá một cây đàn đó là một cây đàn tốt hay là đàn không tốt. Tiền nhiều thì các bạn sẽ mua được một cây đàn đẹp, cây đàn chất lượng cao. Tiền ít hoặc tiền vừa thì các bạn sẽ mua được cây đàn ở mức độ ngoại hình, ở mức độ khá, chất lượng tốt. Còn tiền rẻ thì các bạn chỉ mua được một cây đàn xấu và kém chất lượng. Mọi người hãy là tiêu dùng thông thái, tiêu dùng thông minh nha mọi người. Rồi kính chào, hẹn gặp lại mọi người. Mọi người thấy video hay nhớ bấm nút like, đăng ký theo dõi kênh mình để nhận thêm được nhiều cái sự hướng dẫn khác bên mình, làm một cách công phu và bài bản để hướng đến mọi người, giúp cho mọi người có thêm được một cái cách để mọi người trong cái vấn đề mọi người đi mua đàn, đặc biệt là đàn cũ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui và ý nghĩa bên gia đình và người thân nha. Rồi xin chào ạ.